Con bây giờ cũng tìm được vào việc làm rồi bạn. Nếu mà mấy hôm nữa mà không giải quyết được thì anh sẽ tính. Con hòa hợp lại với nhau, hai con suy nghĩ lại xong là cùng nhau làm ăn thôi con ạ. Vâng, không vâng. Phải mỗi người một nhà đâu. Cảm ơn bạn. Cảm ơn nhá. Chào bố đi con. Mai lại rảnh lại sau rồi cùng chơi nhá. Cắt tay anh. Chào bố. Bà đi cẩn thận nhé. Tài ơi, có nhà không? Ô, bà ngoại. Ô, Tài à. Không bột này, bà mang về. Bà mệt không bà? Đi đường mệt không? Đi hơi mệt một tí thôi. Nhà. Cố gắng. Đi đường mệt không bà? Thì con lấy ghế ra cho bà ngồi nghỉ nhé. Ngồi nghỉ một tí, úi dồi. Có được kêu bé ngoan không? Thì ngoan nhá. Ngoan bà mới yêu nhá. Vâng. Ôi giời ơi, đi đường mệt về đây nhìn thấy Tài là đỡ mệt hẳn đi nhờ. Này bột gạo nếp hả bà? Bột gạo nếp này con ạ. Gạo nếp ngon đấy. Thế ông ở nhà có khỏe không bà? Ừ, ông già này khỏe rồi, ăn được cơm rồi, ngủ được rồi, không lo nữa rồi. Vâng. Thế may có bột gạo nếp ở đây, hôm trước con đi lấy được ít trứng kiến, thế tí nữa mẹ con mình làm bánh trứng kiến ăn. Ờ đúng đấy, nhờ. Nhà nữa, nhờ. Làm bánh trứng kiến. Bột gạo nếp ngon các bà nhỉ? Ờ. Thế bà ở lại chơi với Ben nhé, con tranh thủ đi lấy lá xong về mấy bà con mình gói bánh. Nhá. Được rồi, Ben con cứ bà đi bà đi, nhá. Để bà ở nhà với cháu cái nhờ. Sướng rồi, nhà hai bà. Về vào thăm Tài vui quá. Bà yêu lắm nha, bà nhớ Tài nhiều lắm. Tài có nhớ bà không? Thì bé ở với bà nha. Mày đi lấy lá làm bánh nha. Vâng vâng.
Con đứng lên để bà tranh thủ nào xem, con bà lấy nước vào xong là đi lấy nước tiếp, xong về để nhào bánh nè, nhào bột nè. Nhào bột nha, đổ bột ra đây nhờ, để bà làm bánh trứng kiến cho con ăn nha. Vâng. Ngon lắm đấy. Bà mở được à? Có chứ, bà mở được rồi nào. Sách đi xa quá thì nó thít vào. Nào, bà đi lấy lui ra để bà lấy ra. Đấy bà múc ra. Bà lấy bát bà múc cái được chứ. Lấy tay. Lấy tay. Bột mịn thế rồi, ngon thế rồi mà. Bột mịn thế rồi. Thật trứng kiến đâu bà? Trứng kiến đâu? Đấy, trong này. Thế là nhào muối mì chính. Báo ra. Đưa cho bà ấy nhá. Xong chút nữa con mới thấy được. Con đưa cho con à? Xong chưa? Bướng quá nhỉ con ạ. Ăn bánh như thế. Trải ra ngoài cho nó rộng nhá. Béo ơi, béo ơi, béo ơi, cho ăn miếng nước à. Sao bà sao béo ấy, mềm.
được à? Xong rồi, bây giờ chờ bà mẹ nhá, chờ mẹ lấy lá về mình gói xong rồi mình đặt lên nhà cho bà chó đặt lên sôi một lúc là được nhỉ. Thế bây giờ bà lên đây chơi với con rồi xong mấy hôm nữa đi với bà về với ông không? Có. Yeah. Có ai ở nhà không? Có bà ơi. Chỉ cần những anh không ạ? Ừ. Có ma liêu à? Ừ, ma liêu đuổi à thông. Lan thường lại có bút để mà thằng này. Ôi con mới lúc ra để đây phải ăn to quá mà tỏ hết phải khay à. Ba ba đuổi mày quá giá. Đang vậy nó ba ma nó. Ba ma hứa nó hết phải khay mà kín đó. Nó mát nó tỏ thái ăn nhân. Thái ăn ăn kiểu con. Xong rồi phải xảo nhân. Bên này, bên đi rót cho mà bà Tuyến một cốc nước đi con, đi. Vâng. Ê, các bà nhá. Giỏi thế nhỉ. Để bà còn đấy. Alo nó. À phải này phải. Nghĩ áp hình cả cái y vậy mà. Không có xả. Chín nhá. Giỏi thế nhỉ. Không mời báo nữa. Không mời báo nữa. Con cắn cái cá cứ xoay. Con ăn đúng mà thế nhỉ. Ăn sơn cá thả. Không, cái ô giống này nè. Nè. Con thấy. Cháu ăn... đứa này mới lại đi. Mi hậu ông ma ăn tỏ không hăng nghỉ với ui vừa tôi cũng hơi kinh đấy. Bảo ấy để bà làm xong này không tỏ mẹ mai à ô ma ô ô thằng ma tỏ ba ba mà liêu á ừ mà liêu ông tỏ mà từ hết ừ, lúc ở đây y tỏ ừ ba mà hường à ba đừng 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 đặt cái con ơi để một cái gì về mình ma, đặt vào cái kia đó con ơi nào. Ông ông nửa phải sao ý nữa mà. Đây nữa này, con này. Ba thế sao sao thịt xong bắt đầu xào thịt tới ấy xong bắt đầu mới cho trứng kiến. Xong bắt đầu được rồi bắt đầu mới cho hành xuống sau nhá. Kêu bằng mà trùng mà. Ăn nắng. Giao ở chỗ mẹ lấy về đây cho bà tí. Hấp củ nhá, bớt sơn cà phê hắn nhá. Lúc nãy bà vừa thấy rồi này. Bà vừa lấy ở đây đâu rồi? Hay là bà đặt đây đây rồi? Nè. Đây rồi. Than ăn hố cây mà. Lo. Ông nhìn khổ lắm này. Thấy ấy. Thêm làm sao đủ? Ngon chả thôi. Ôi, cứ hãy cái này thôi, bảo ăn ốp, 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 ốp,
Anh này hết bạn đét mà bút thưởng chút khổ khổ mà hết bạn đét. Ừ. Chị cứ chọn cái lá bé nhá. Dạ, tránh mẹ. Xong lúc ốc hơn mà có phê. Làm cái tông. Điểm hộ cái quá mà lậu bày nâng mà. Qua đấy nên cho con. Khăm này hết bút điệu á. Ừ. Thôi, không lấy được. Nó lắng bên non nèo. Dán nhắc cái này bút ấu sắp bay. Không biết gọi đâu mà. Vì mà biết không phải ở lớp từ nào thì. Nó còn ngưng ngơ. À mà chứ ông cắn. Thế cũng phải thôi, bởi vì là kiên nhân của nó đã bằng. Nhưng mà nó không nhiều chứng kiến như thế đâu. Nó có chó. Đa số toàn là thịt băm thôi. Ý nâng á. Ê con. Ngó bê thử điện hả? Alo dí trông đi. Đây. Điện thoại cơ. Ăn điện. Ngó điện đấy mà. Đúng không? Ừ. Hả? Cho con à? Này để cho nó này, nè. Con ấy lên. chùm vào với con nhau. Đi học con được dạy gói bánh rồi đúng không? Nó toát đi, nó chảy nước ra hết. Chết. Cho nên con đảo mới hai phát. Biết đau đâu. Cái nào bà? Tiếng mà từng ngày này nè. Hắn mới tiếng tiếng gáy à. Ồ lẹ chú mắt xoay không ạ? May quá. Mình nói là họ đang cần hết tức chẳng à. Chẳng lúa. Ừ, quá mồm. Theo tạo heo nên bà chữa. Bà chữa chữa chữa. Phải nè. Chữa 105 tuổi. Ừ. Chết hả? Làm gì mà bánh hồ tỏ trùng tả người hồ ngắm bố chư lên cần hai ón luôn nè toàn còn kè bánh đó tuổi hai nha bánh trưng đi cái kiểu bánh này khí đó nên là như thế hoa ăn tôi giấm bằng bé hôp ấy gì mà mưa còn lúc đét em tôi mưa xin bái cầm cô lớn vậy má ông tăng đét mưa đi. Ừ, ở trong đi con. Không lấy lá chuối không được. Đây, to. Cô cho rồi, hôm nọ. Đây, bảo nhân. Theo tôi lúc tài áo bay, tôi lúc tài áo bay, tôi mẹ bay công ty á, điện bay hở tôi mẹ. Thế à, lúc nhật để ăn điện thoại của hồ. Sao nghe tụi mẹ với cháu khai vậy vậy đó. Có chiến hợp. Nói gì được à, nhé. Con làm cháu cái bánh đấy. Bé bé nhé. Để mình bé bé xong là. Ừ, xong là con bé. Cái đấy. Để mình ngon nữa nắng. Gì á, gì bảo. Làm xong chơi cho bà cái. Xong nghe. Còn mấy lua mà. Có gì đây. Chuyên. Bé bác sĩ ăn được con vịt. Ừ, ông bốc về đấy. Mà kháng thuốc à. Mà trong cái này tiêm mà khổ khăn chỉ ngon non, cả non đấy mà. Ừ. Bài ô. Tạm bán này bà chứ để khổ bệnh viện ô. Không phải cắm dây cắm chim luôn hả ô. Phải anh này cần kế em lú lớn em dặn gì đâu. Ông bằng này xong thì. Thằng mâm tốt ớt cả. Để đi lấy lá chuối. Con đi lấy. Thêm lá chuối làm ngoài. Mà lúc này vào. Bên này cho vào.
lá của Ben. Đấy. Làm như thế này này. Không à, Ben đấy. Không bỏ ra được. Làm đi. Đây đây là lá gì? Lăng hóa. Lăng hóa. Ui. Đây gần đôi nồng ban nồng vốn nuôi hái chưa ngồi như thắc hầm để ngồi như hầm để bên ngoài nó mà tổ phần mơ tiếng tổ bộ phần là mơ tốt. À rồi mì phần hổ đúng nè, phi lùa mà ngu lè chó cắn nè quá. Anh nghiêng hình năm ý anh. À bạn này nó hai phê khứng này, phải hở mắn khứng đúng này thuốc á vậy. Hai khứng chụp 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 lệ. Ngon thật đấy. Ô, thịt ngon mà. Cái nào xanh xanh thế thấy nguy hiểm. Không, chín hết rồi. Lắm nha. Cái này chân lưng điệu. Kiểu cái này chưa không đạt được. Ồ, cái này ho lướt điệu mà. Hết ô nhá. Nhìn cái nào ớ thì cho con nhá. À rồi nhiều cái vớ lắm. Nấu. Đây này bà ăn ngon rồi. Ngon lắm. Kem kẹt tét tét đâu. Đây. Đây. Ăn đi. Nấu. Còn quá chưa dậy được. Cay quá rồi. Làm thức rồi nhưng mà. Ba. Ngon quá. Ngon lắm. Quá. Thế chưa? Mua vào đây dư ơi. Ba đô la bạn á. Ô dư lắm mà. Dư lắm. Rồi. Lại dư á rồi. Bữa mi phải đếm cho sợ bà ấy lại giấu đi. Ăn cơm sáng cơm đấy nhỉ. Còn thấy. Bà nhỉ chắc còn thấy cả bà cho ăn nhiều con ong ấy. Ngon mà, thôi mà mới ăn cho trời. Bà ăn xong rồi tí nữa bà mang cái này về cho các con ăn với nhá. Vâng. Cho thì bà đem đi thôi. Vâng. Khi nào có thời gian bà sang chơi con nhé. Vâng. Vâng. Khi nào con lại làm bánh khác. Đi nhá. Có bà đi chơi. Nhầm cầm bánh vừa đi vừa ăn nào. Cái bánh trời này ăn. Là các bà về hết rồi. Mày ăn không? Bây giờ bánh hôm nay ngon thật đấy nhỉ. May quá có các bà về ăn cùng. Ngon thế này luôn mà. Sợ khóc hả? Lâu cho mắt đi nào. Lâu đi. Có ăn bánh không? Không. Uống nước không? Không khóc nha. Đấy, khóc là hư nha. Uống nước con uống nước. Chưa? Thế tình hình thằng Báo bây giờ như thế nào rồi? Lâu bà không thấy. Anh Báo đợt trước đầu tư đất đai bây giờ mất hết nhà cửa rồi bà. Bây giờ đang ở tạm ở trên gần sườn đồi kia kìa. Thế á? Thế nó mất kiểu như thế nào? Bây giờ thì nó ở đâu? Anh ấy bị lừa hết tài sản xong là người ta thế chấp nhà hết rồi bà. Rồi bây giờ ở tạm ở trên kia thôi. Thế là cung cốc làm bao nhiêu năm nay là mất hết. Vâng. Đấy. Mất hết. Sườn đồi là chỗ nào? Thế là nó nằm ở cái nào, nằm bụi à con?
Vâng, bây giờ anh ấy đang ở hang ở hốc ở trên kia bà. Xong là con bảo là về ở cùng với mẹ con em, nhưng mà anh ấy không về. Chắc anh ấy ngại hay là kiểu gì đấy, con cũng không hiểu được. Đấy, từ mình làm từ mình phải hứng chịu ấy. Vâng. Con đang ở trên đấy thì con đã khuyên nhủ nó chưa? Con khuyên rồi, con còn bảo là về ở cùng mẹ con cơ, nhưng mà anh ấy không nghe bà. Thế con đưa mẹ lên xem nào, đi xem là con để mẹ kiểu gì nào. Xin thể có mấy cái bánh mang cho anh ấy luôn nhỉ bà nhỉ? Đúng rồi. Mang bánh lên xong là để cho mẹ xem tình hình nó ra sao. Con đừng cất xong là đi nhá. Nào, xong là cất các thứ đi xong là dẫn bà ngoại lên xem bố của con nhé. Đấy, chờ mẹ đóng cửa xong là đưa bà ngoại lên xem nào. Hồng báo nó ở đâu ấy nhỉ? Thăm chơi nhà con. Anh ơi. Bố ơi. Bà ngoại lên thăm anh. Chào, con chào bà. Ôi trời ơi. Bên này giò lo. Vâng. Con chào bà. À, bà đây ngồi đi. Bà đến lâu chưa? Bà ngồi đi. Bà ngồi đi bà. Này con đang ở tạm thôi bà. Bà cẩn thận cọc nhé. Thế này thì sao mà ở được? Tối rắn chết đấy con ơi. Con ở tạm vài hôm đấy. À, em lên trên. Con bảo là anh ấy về ở nhà các con nghĩ lại đi. Cọc. Lại trong là về dưới nhà với con ở thôi, mẹ con ở dưới thôi, đừng ở đây nữa. Hôm nào chưa đến cũng bảo con rồi, nhưng mà con đang chờ giải quyết đốt công việc bạn. Khi nào giải quyết xong thì sẽ tính tiếp. Cố gắng thôi, xong là vì đến nhà xua thì hiện tại thì cũng gây khó khăn cho xua ấy, trước mắt thì cũng như thế. Không sao đâu con ạ, đấy khó khăn thì vợ chồng thì lúc khó khăn thì phải hùng bọc lại với nhau, xong là xuống dưới kia xong là tìm công ăn việc làm thế nào. Con bây giờ cũng tìm được vào việc làm rồi bạn. Tuy là cái việc làm nó cũng tạm thôi, nhưng mà cũng không phải lo về việc làm đâu. Có mỗi cái chỗ ở thì trước tiên là cứ tạm bợ đó, để chờ công an họ giải quyết cho. Hôm nay mẹ con em làm được ít bánh tráng chiên mang đến. Ngon thế. Đấy, mẹ mang gạo lên xong là cho mẹ Thu làm bánh mang lên cho con này. Vâng. Ngon thế quá nhỉ. Rất là ngon. Thôi đấy, bây giờ phải chờ như nào công an người ta giải quyết xong thì con suy nghĩ lại xong là về với Thu để cùng nhau làm ăn rồi. Vâng. Giúp các con còn học hành đến nơi đến chốn, không chống khổ thế này mãi được đâu. Vâng. Nếu như mà anh cảm thấy như kiểu gánh nặng cho mẹ con em thì anh đến làm một cái lều cạnh mẹ con em ở, chứ ở thế này sao mà ở được. Nếu mấy hôm nữa mà không giải quyết được thì anh sẽ cái tính. Thôi bây giờ mẹ tính thế này, bây giờ là các con thì bên mẹ chưa thì có một cái nhà gọi là tạm ở được. Thì con xuống đấy xong các con hòa hợp lại với nhau, hai con suy nghĩ lại xong cùng nhau làm ăn thôi con ạ. Vâng, vâng. Không phải mỗi người một nhà đâu, còn có hai con nhỏ, còn có con nhỏ nữa, nó còn bé. Vâng. Đi hộ nhau chung non con mà mình đi làm thêm là được mà. Thì anh cứ suy nghĩ thêm đi. Rồi anh sẽ suy nghĩ thêm, nhưng mà cũng đang muốn chờ giải quyết xong thì mới mẹ sâu kìa. Mới tính tiếp ấy. Cái bánh này mẹ với đấy, em mẹ làm mẹ mang ăn bột lên ngon thế nhỉ? Mẹ chua làm ấy, chua làm rất là đẹp. Mang lên cho con bánh trứng kiến. Bánh trứng kiến. Bà mang bột xong là cái trứng kiến hộp ngon. Cho em đi lấy được. Ngon. Ăn rồi. Nhìn thôi. Quan chưa? Ngon nhỉ. Bà ăn thêm một cái đi. Bà ăn nó. Bà ăn đi, bà đi. Bà ăn thôi, bà ăn cái này thôi. Bà ăn đi. Rồi. Bên của anh nhỉ. Ngon. Anh có ăn không? Cảm ơn bà nhé, bánh của bà ngon thế. Bánh của anh làm à? Cái bà vừa có ý kiến này. Con muốn là cũng chờ vài hôm nữa. Bây giờ con mà về thì cũng lại
gây khó khăn, gánh nặng cho xua ấy, thì cho con vài hôm nữa thôi. Nếu mà không được ấy thì lúc đấy là con sẽ tính tiếp. Con cứ tính toán làm sao cho nó hợp lý. Không đến này không được. Bố ơi, hả? Bố về với con đi. Bố à? Bố về con đi. Bố muốn về mà, nhưng mà chờ bố mấy hôm nhé. Chờ bố mấy hôm nhé, rồi. Chờ bố mấy hôm. Các con làm sao mà thu xếp được xong là xuống chung học lại với nhau thế thôi. Vâng, con cảm ơn bà. Cho ông bà yên tâm nhé. Cảm ơn bà. Con xin thêm đi nhé. Vâng. Chào bố đi con. Mai lại rảnh lại sang với bố chơi nhá. Bye bye. Chào bố. Bye bye. Bà đi cẩn thận nhé. Bye bye.